Và hôm nay quý vị sẽ thưởng thức phần biểu diễn rất là đặc biệt của ngôi sao sân khấu Nguyễn Kha, một nam nghệ sĩ, một giọng hát đã đi sâu vào lòng người. Chút xíu đây quý vị sẽ thưởng thức phần biểu diễn rất đặc biệt của ngôi sao sân khấu Nguyễn Kha. Tình cha mắt như vầng thái dương, còn nào như dòng nước trôi đâu suốt đời vì con gian nan ân tình đậm sâu bao nhiêu cha ơi cha già dâu. Con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong đời. Nhớ hỏi tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo mong muốn con được. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và nhớ nằm ôm con rơi ấm những đêm dài. Nhẹ nhàng hôn con và chẳng hề nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ. Nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sát rắn sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi trời xa xứ ly hương, nay con trở về đây thì cha đã qua đời. Thường nhớ lầu cha mẹ dạy, thu máu tái đường bất khả dĩ. Thế mà bây giờ con phải lìa xứ xa quê, nơi đất khách cũng bị cũng
nỗi niềm về con mắt đang nghe trăng của một người con xa xứ, nói cùng ai tâm sự kẻ xa nhà. Hôm nay kỷ niệm ngày giỗ của cha.